À, thấy không? Thế giờ mình hiểu được rồi đi. Tức là người ta làm việc làm dập như vậy, em xong là xấu, người ta đổ lỗi cho người may mẫu cũng đẹp đúng không? Đúng rồi, Ừ. quay lại qua rồi. Thế từ nay mình hiểu vấn đề này rồi thì mình sẽ giải quyết cho họ được luôn, đúng không? Mình giải thích là chị làm xoắn như vậy, đúng không? Xoắn ốc thì trong ngày tâm nó sẽ đổi nhiều bên ngoài. Còn chị muốn đều chị làm này, đúng không? Ha. Đây. Thế thì giờ hiểu xác định nha thầy cái này này. To mấy phân? 7 phân hay 8 phân? Rồi, 8 phân thành phẩm phải không? Thì em phải cộng cả được mấy như thế này. Ban đầu là vào gradient binding nhá. Ở bên này là 8. À, 8 phân cộng 2 được mấy là mấy? 10 à? 10. Cho nằm luôn. Bấm hai đoạn thẳng này. Rồi xong. Đấy vậy không? Giờ có hai cách làm. Một là xòe 360 độ. Hai là xoắn ốc. Chưa? Tức cái đoạn thẳng này của mình là may bằng hai cái đoạn này cộng lại nhá. Em hiểu rồi đúng không? Rồi, ở hai đầu này là để vuông luôn không còn bo phải không? Rồi như này. Một thì sẽ cắt là 360 độ. Thì mình có công thức tính là bằng nửa chu vi chia cho 3,14 đấy. Nhưng mà chúng ta đấy đây chúng ta cảm nhận như vậy cũng được này. Ví dụ bạn như này đây nhá, 60 nhá, bấm đây tức bấm cạnh thay đổi cạnh cạnh cố định à, 60 như thế này, tức là đây là một cái bèo đổ đều, phải của người ta mà phải mình đâu. Rồi tức là cái cạnh này của em 135 vẫn là 135 ở bên trong là may với cái đoạn hai cái đoạn thẳng này cộng lại với nhau, còn bên ngoài là cái phần dài hơn là cái độ gì, độ đổ, được chưa? Ok nhá, đây là như vậy. Cách thứ hai là mình làm xoắn ốc, được chưa? Xoắn ốc là như thế này, mình sẽ vào cái rau của đây nhá. Thì ở đây này nó cho mình cái khoảng cách cái xoắn vòng trong cùng ấy thì cho ít nhất khoảng 6 đến 8 là ổn, 6 đến 8. Còn cái độ chênh lệch là distance là cái bấm ở đây này là cái khoảng cách độ xoắn mỗi vòng ấy thì em cho khoảng 1 ly thôi, họ cắt tách ra là được luôn. Chứ đừng cho 5 ly 1 phân, họ cắt họ không thể gọt, không thể tề được. Hình đúng không? Ừ, họ mà tề ra thì rất là lâu. Mà cong như vậy thì không thể cắt được, hư hết. À, đấy là lý do tại sao mà phải... Ví dụ cái này này, cái 360 độ này cộng được may sau cũng được. Nhưng cái xoắn ốc này không thể cộng được may sau. Còn may trước luôn. Tức là cộng tổng cái bán thành phẩm luôn. 8 thì mình phải làm là 10 đúng không? Đấy, ví dụ đây là 10 này. Đúng nào? Mình làm như thế này. Tốc nhỉ. Clear. Đây. À, số vòng đây là 0.1 em nhé. À, cái khoảng cách ấy. Còn bên trong ngoài này là khoảng 8 cm. Được chưa? Ít phải 6 cm. Thì mình bấm vào cái cạnh. Xoắn. À, chọn cái tâm xoắn ở cái bên này. À, xong nó trái chuột ở đây. Hình dung nào. Đấy. Thì nó sẽ ra ngay lập tức cái này đã xong rồi. Hai cái này chênh lệch cho vải đâu đáng bao nhiêu đâu. Được không? Đấy. Thì cái khoảng cách này 1 ly là cái này này. Đây này. Từ đây là 1 ly này. Thì đây, cái chỗ này tức là đường này tới đường này là một nét mực thôi, lát em cắt và tách đôi ra là xong luôn, tức là cắt chạy vòng tròn hai ba vòng cái dừng ở tâm cái là xong, chứ không phải cắt ra ngoài xong rồi rút ra lại đẩy một phân nữa thì hư hết nguyên lão hàng này, đúng chưa? Đấy thì đấy là cái xoắn ốc nhá. Còn 8 phân ở chỗ nào, nó ở chỗ này này, nó sẽ tính như thế này à, đây qua đây à, đó thì đúng không? Từ góc còn qua bên này 8 phân, chứ mình cho 1 2 phân nó bị xoắn thì bị gãy. Đấy, có phải lắm mình cắt bỏ này đi không? Cắt từ đây mình bỏ mấy người đi. Đấy, mình lôi ra ngoài, thế là mình có cái bèo xoắn ốc. Thì để minh chứng nhá, thì đo cạnh này trong vẫn là 135 đúng không? Vẫn bằng cái này chứ, đâu thay đổi. Cạnh ngoài này cạnh đổ là cạnh này này. 253 nó nhiều hơn cái này. Cái này có 360, còn cái này xoắn ốc. Được chưa? Thì tất cả nhớ nhá, mọi cái xoắn ốc đều làm giống nhau. Đều làm giống nhau. Ha. Thì có một cái này nữa, nếu như trong trường hợp mà nó lại có cái xoắn à, bo góc ở đầu này, tức là một đầu bo thì em sẽ bo ở đây, em bo như này, ví dụ như vậy, đúng rồi, à, em sẽ bo như này, đúng không? Thì giờ em làm như thế này, em cũng lại cũng có thể cho nó xoắn như vậy, à, bấm vào đây cũng cho 8 với lại 0.1 em nhé. Bấm vào đây, bấm vào đây, đấy thấy không nào?
thì ở trong này là bo tròn như vậy, hiểu không? Nhưng mà đây là do nhiều điểm quán bị gì, bị gãy thì chúng ta lại là có thể vẽ qua 2 3 điểm, mình lấy điểm mình vẽ lại hết nha, hoặc là bấm cơ đi, bấm cơ như vậy này, phải chuột này, bấm vào đây này, bấm vào đây này, bấm vào đây này, bấm qua nhiều điểm như vậy, không? Xong đó em lại cắt đi. Còn em để như vậy thì nó cảm giác đó nó hơi xấu phải không? Em đảo cái đường này lại thôi, em bỏ 2 đoạn này đi thì em sẽ có đường chân chu. Đây là xoắn ốc bo tròn một góc. Có kiểu nhiều người là làm từ vai ra qua cổ xuống đây là bo tròn đấy. Được. Hoặc để đây em bo từ đây được này. Đấy. Đây được mà. Nhưng mà có nhiều người muốn bó trước thì đây, thì đây cái bó trước như vậy xong em lại chỉnh như nó dễ hơn, được chưa? Tức là đây là xoắn ốc bo gì, bo tròn góc một đầu, đây là xoắn ốc cả 2 đầu giống nhau, và đây là tùng đổ 360 độ đổ bằng nhau. Nhưng 2 cái này khác nhau ở chỗ nào, em có hiểu không? Này, nếu như là cái bèo này 360 này thì độ đổ của đầu và cuối giống nhau, còn cái này là độ đổ của đầu ít hơn ở cuối. Ở đầu này được thẳng hơn nè, tâm ở trong này nhỏ hơn thì càng cong hơn thì đổ nhiều hơn, ở bên ngoài này nó thẳng thì đúng không thì nó sẽ đổ ít hơn đó. Còn cái này là đổ đều 100% hai bên là cả đầu và cuối, còn cái này sẽ khác nhau một tí là ở trong này đổ nhiều hơn ở ngoài. Hèn gì giỏi, hèn gì. Thì đấy là cái này. Còn đổ đều đấy. Biết sao nó đổ sâu, sao biết sao cái bèo nó không đều nó sâu cả vậy, phải lưới À. nữa chứ, đổ lung tung sà bèo hết. À. Đây nè. Bên này em phải nhìn. Cái này khi nó đổ đều. Đổ đều thì em phải xài 360. Hai bên là đổ đều với nhau. Còn nếu em xài kia thì bên này đổ nhiều hơn bên này. Ừ, thì bên này sẽ đổ nhiều hơn, một bên đổ nhiều hơn. Bên nào là may ở trong tâm này sẽ đổ nhiều hơn bên ngoài. Còn em muốn đều nhau em phải giữ cái này. Cái này hao vải hơn một chút, đúng không? Cái này sẽ lợi vải hơn. Nếu như cái này mà cắt thế này mà ở trong có một cái gì nhỏ nhỏ mà chen vào đây được thì cũng đỡ. Thì cái này sẽ được đổ đẹp hơn. Tức là xuất phát từ cái thức đổ là giống nhau, hay gọi là đổ đều nhau, đúng không? Còn cái thằng này là điểm xuất phát ở trong này thì sẽ đổ nhiều hơn phần kết thúc ở đây. Rõ ràng cái tâm nó nhỏ thì nó phải đổ nhiều, nó quan nhiều, cong nhiều hơn chứ, đúng không? À, thấy không? Thế giờ mình hiểu được rồi đi. Tức là người ta làm dập như vậy, em xong là xấu, người ta đổ lỗi cho người may mẫu cũng đẹp, đúng không? Thế từ nay mình hiểu vấn đề này rồi thì mình sẽ giải quyết cho họ được luôn, đúng không? Mình giải thích là chị làm xoắn như vậy, đúng không? Xoắn ốc thì trong ngày tâm nó sẽ đổi nhiều bên ngoài. Còn chị muốn đều chị làm này, đúng không? Ok ha. Quang Hà cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và nếu như trong quá trình các bạn thực hành, nếu như gặp khó khăn gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới, Quang Hà sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Và nếu như các bạn thích video này thì các bạn có thể bấm like và bấm đăng ký kênh. Và hơn nữa thì bạn có thể bật cái thông báo lên để bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo mỗi khi Quang Hà sẽ tải cái bài chia sẻ tiếp theo lên YouTube. Chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.